Chiều ngày 25 tháng 9, câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với huấn luyện viên người Serbia Ljubo Petrovic. Tại buổi lễ ký kết, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoan phấn khởi cho biết, dù dịch Covid-19 khiến V-League 2021 phải dừng lại, nhưng trong 12 trận đấu đã qua tại đấu trường bóng đá số 1 Việt Nam, dưới sự chèo lái của vị thuyền trưởng Ljubo Petrovic, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện được bản sắc, lối đá nhiệt huyết để giành được những chiến thắng kịch tính và ấn tượng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Topelen Bình Định, Nam Định và Hải Phòng, qua đó mang lại niềm vui và niềm tin yêu cho những người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoan tin tưởng rằng với hiệu ứng tích cực mà chiến lược gia người Serbia đang có với bóng đá Thanh Hóa, cùng với sự cổ vũ và đồng hành của người hâm mộ, trong mùa giải 2022, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp tục tạo được sự đoàn kết, đồng lòng và thi đấu quyết tâm để giành được những kết quả tốt nhất. Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ, huấn luyện viên Ljubo Petrovic đã dành những lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo câu lạc bộ và cổ động viên vì luôn dành cho ông cùng ekip huấn luyện một sự tin tưởng tuyệt đối. Chiến lược gia người Serbia bày tỏ, với lực lượng cầu thủ hiện tại cộng với sự tin tưởng của ban lãnh đạo và sự đồng hành tiếp lửa của cổ động viên, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ có được kết quả ấn tượng trong năm thứ 3 ông dẫn dắt đội bóng xứ Thanh chinh chiến tại đấu trường V-League. Trước sự chứng kiến của các cầu thủ, đại diện hội cổ động viên và các phóng viên, nhà báo, huấn luyện viên Ljubo Petrovic đã chính thức ký gia hạn hợp đồng thành công thêm 1 năm với đội bóng xứ Thanh. Đây được xem là bản hợp đồng bom tấn đầu tiên của đội bóng xứ Thanh trong mùa giải 2022. Được biết trong thời gian tới, lãnh đạo câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ tích cực đàm phán để đưa về sân Thanh Hóa những cầu thủ chất lượng cho mục tiêu cạnh tranh vị trí cao trong mùa giải 2022.